Tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 490 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 là từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục mạnh dần lên và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến ngày 7 tháng 9, bão sẽ suy yếu dần. Khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 9, bão suy yếu thành vùng áp thấp. Dự báo từ sáng ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, khu vực tỉnh Thái Nguyên, gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, có mưa to đến rất to và dông. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão có tên quốc tế là Yagi đã đi vào khu vực Đông Bắc, Biển Đông. Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Vào lúc 9 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2024, mực nước Hồ Núi Cốc ở cao trình cộng 46,19m. Để chủ động ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3, để hạ dần mực nước trong hồ, đón lũ, tạo dung tích phòng lũ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên vận hành xả nước qua tràn Hồ Núi Cốc. Khi thực hiện vận hành xả nước qua tràn, dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các tổ chức cá nhân và nhân dân sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, trong khi mà ngoài khơi đang chịu ảnh hưởng mạnh của bão số 3, thì tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên, ngày mai mùng 6 tháng 9 lại có được trạng thái thời tiết nắng nhiều, trong đó nắng nóng xuất hiện trên diện rộng, bao phủ toàn bộ các khu vực trong tỉnh, mức nhiệt cao nhất lên đến 37-38 độ. Đến chiều, nắng nóng chấm dứt, thời tiết chỉ còn trạng thái nhiều mây, mức nhiệt giảm dần xuống từ đêm mai do ảnh hưởng của bão số 3. Tại khu vực thành phố Thái Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thưa quý vị, mưa lớn có thể xảy ra, nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1, vì vậy người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có phương án ứng phó. Vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết Thái Nguyên, còn bây giờ là thông tin chi tiết về thời tiết ngày mai, các khu vực trên cả nước và một số thành phố trên thế giới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.